Kênh YouTube của Đỗ Tùng Tám hiện giờ là 2 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2019. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc kệ TV mẫu sừng trâu bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Chiếc kệ này thì chúng tôi hoàn thiện cho vợ chồng anh chị Hạnh Cường ở Yên Lạc. Đây là tổng thể toàn kệ chiếc kệ đây. Video trước thì tôi cũng có giới thiệu một chiếc kệ sừng trâu như này nhưng bằng chất liệu gỗ hương đá. Chiếc này thì là bằng gỗ đỏ. Chiếc này thì có kích thước là 2m4, cao là 85. Đã hoàn thiện, rất là đẹp. Tôi sẽ quay gần hơn. Đấy, đây là vân gỗ gõ đỏ này, quý vị có thể thấy. Gỗ đỏ này là rất là đẹp và giá thành nó lại cực kỳ hợp lý phải chăng? Nó gồm có hai ngăn kéo hai bên và có bốn cánh. Thích hợp cho mọi người để tivi, là tivi to là rất là phù hợp. Phần trên này thì nó có khung khống chế hai bên như là kệ đồng tiền. Kệ cục đồng tiền thì nó khống chế hai bên này thì quý vị không thể để được tivi to, nhưng mà mẫu kệ này thì là quý vị để rất thoải mái. Mọi chi tiết thì là quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình 0987 51086 hoặc truy cập vào website đogo8.com. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi.